bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người chiếc xe Suzuki Karinchak hay còn gọi Su Lam Tạ với phiên bản thùng Ben. Chiếc Su Lam Tạ sẽ được trang bị hệ thống Ben kích thủy lực. Phần thùng xe được đóng rất chắc chắn và cẩn thận. Với cái thùng xe Ben này, chúng ta sẽ chuyên chở các vật liệu rời như là cát, sỏi, vật liệu xây dựng. Lưng thử Ben đi, nó là sẽ là Ben thủy lực. Với chiếc xe xe nhỏ như này thì chúng ta sẽ dùng Ben thủy lực, nó sẽ khỏe hơn và cũng bền hơn cho với chiếc xe. Đây là hệ thống kích Ben thủy lực rất chắc chắn. Gầm của chiếc xe thùng Ben này cũng được làm cẩn thận để chuyên chở các vật liệu nặng. Trong phần khoang lái của chiếc Lam Tạ này vẫn mang đặc trưng của dòng xe tải Suzuki, đó là thực dụng và bền. Đây sẽ là vị trí cần số và phía dưới thì sẽ cần Ben, điều chỉnh Ben. Tại bên mình đang có chương trình khuyến mãi giảm giá cũng như tặng phụ kiện cho các dòng xe của Suzuki. Để biết thông tin chi tiết về giá bán cũng như chương trình khuyến mãi của chiếc xe này và các dòng xe khác của Suzuki, xin mời quý vị và các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên và hãy ấn like và subscribe để ủng hộ và đón theo các video tiếp theo. Xin cảm ơn.